Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, mỗi tuổi thì đều có được sự may mắn và thành công của riêng mình. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951 cũng không ngoại lệ. Có thể thấy họ là những người hiền lành, ngay thẳng. Vận trình của họ trong tháng 1 âm lịch cực kỳ hanh thông và thuận lợi. Có được một cuộc sống giàu sang như ý nguyện. Trong cuộc sống thì có thể thấy rằng là ai cũng mong muốn mình có được thành công và chạm đến đỉnh cao của vinh quang. Qua lá số tử vi tháng 1 âm lịch thì những gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 sẽ hiểu rõ được về vận mệnh của mình ra sao và cơ duyên nào mang đến cho mình có được những thành công đột phá khiến cho hầu hết các con giáp khác đều phải nể phục và ghen tị. Nắm được vận trình của mình sẽ giúp cho quý gia chủ tuổi Tân Mão biết được những điều tốt để phát huy và tránh được những điều xấu đến với cuộc đời của mình. Và để tìm hiểu cụ thể hơn thì sau đây xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Phong thủy Gia Cát chúng ta khám phá phần luận giải tử vi tháng 1 cho tuổi Tân Mão sinh năm 1951 dưới đây. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 năm mệnh có mệnh Tùng Bách Mộc, có nghĩa là gỗ cây tùng, là những người yêu thích sự yên tĩnh và có tính cách ôn hòa. Người này có phần thiếu quyết đoán, kém nhanh nhạy nên hay bỏ lỡ những thời cơ tốt, sống rất tình cảm với mọi người. Tuy vậy, họ lại hay tiêu xài hoang phí và không biết tiết kiệm tiền bạc. Tuổi Tân Mão là người thông minh, đôi khi sắc sảo hơi thái quá và thậm chí có thể là người láo lỉnh nhiều trò. Về mặt ưu điểm, họ là một kho ý tưởng tuyệt vời và hết sức tháo vát. Họ có thể dễ dàng tìm đủ cách thoát khỏi bế tắc. Người tuổi Tân Mão rất tham vọng và thường được đảm bảo về tài chính và nhất là không dính vào cờ bạc. So với các tuổi Mão khác, Tân Mão tỏ ra kiên định hơn cả về tâm lý lẫn thể chất. Tuy nhiên, họ lại kém phần mềm dẻo và ít khi nghe theo lời khuyên của người khác. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới các mối quan hệ cũng như công việc. Với bản chất lãng mạn, họ chỉ làm việc hiệu quả khi hứng khởi và có thể rơi vào tâm trạng buồn chán bất kỳ lúc nào. Người tuổi Tân Mão đã đến độ tuổi không phải lo lắng nhiều về công việc, tiền tài. Các bác hãy chú ý nhiều hơn đến sức khỏe trong tháng này. Xét tử vi thấy có thể xảy ra tai nạn bất ngờ khi di chuyển hoặc đi lại. Với hàng xóm láng giềng, bản mệnh thường xuyên quan tâm giúp đỡ, nên khi có rắc rối gì xảy ra, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Với con cháu trong nhà bản mệnh là người bề trên mẫu mực, bạn thường xuyên nhận được sự thăm hỏi của mọi người. Một số người vẫn được con cháu tin tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng trong gia đình. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp nhâm dương thủy nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây chính là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Tân Mão. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi cho thấy, vì đã bước vào độ tuổi thất thập cổ lai hy, nên gia chủ không nên có tinh thần ganh đua quá mức trong mọi việc. Hãy thỏa mãn và hài lòng với những gì mình đang có, không nên yêu cầu quá mức ở bản thân mình cũng như con cái và mọi người xung quanh. Nên tránh xa những lời dụ dỗ của người ngoài trong việc bỏ tiền đầu tư, rất dễ bị lừa gạt. Trước khi đưa ra quyết định nào lớn nhỏ, tốt hơn là nên trao đổi với con cái trong nhà, không nên tự đưa ra quyết định khiến mình lâm vào rắc rối. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này tài lộc ổn định chứ không vượng. Vì vậy, người tuổi này cần phải chú ý tránh xa những mối đầu tư mạo hiểm đem lại lợi nhuận cao nhưng kèm theo đó là rủi ro lớn. Xong, bạn cũng không nên quá chú tâm vào vấn đề làm giàu. Thời điểm này là thời điểm bạn nên nghỉ ngơi và quan tâm đến sức khỏe cũng như dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Tránh ham làm giàu, chớ nên nghe theo những lời ngon ngọt của người ngoài mà đem hết tiền tiết kiệm của mình đi đầu tư vào những nơi không đáng tin tưởng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này, tình hình sức khỏe của gia chủ sinh năm 1951 không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, tránh bị thương bản thân. Một số người bị đau xương, đau khớp, gân cốt thì không nên vận động mạnh, chú ý tìm những hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình. Bản mệnh nên có thái độ lạc quan khi phải đối diện với những vấn đề ấy, đồng thời chú ý rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tránh vận động quá sức khiến cơ thể mệt mỏi. Thời gian này đang chuyển tiết, thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi cả nội nhiệt lẫn ngoại nhiệt. Đó là lý do bản mệnh rất dễ ốm đau, và nhất là ở độ tuổi này, sức đề kháng đã kém hơn rất nhiều. Các quý gia chủ tuổi Tân Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, người tuổi Tân Mão không gặp nhiều biến động trong chuyện tình cảm. Bản mệnh nhận được sự quan tâm yêu mến của con cháu trong nhà. Mối quan hệ với hàng xóm xung quanh cũng tốt đẹp, thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Về cơ bản, bạn có thể tận hưởng những năm tháng yên bình và tốt nhất là hãy giữ tâm lý lạc quan tích cực, luôn hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Dù có gặp phải vấn đề gì bất ngờ, bản mệnh cũng chớ nên lo lắng quá mức, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Tân Mão trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 1 năm 2022, tức ngày 13 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 1 năm 2022, tức ngày 25 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mão trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 1 năm 2022, tức ngày 14 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 1 năm 2022, tức ngày 26 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Hoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận. Theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong tháng 1 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Tân Mão và qua đó thì giúp cho quý vị phần nào yên tâm vững bước trong tháng 1 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất từ phong thủy Gia Cát và cập nhật cho mình những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.